tip middle. Thank you.
tất nhà nó dính bản quyền á, quên nãy giờ. Không còn gì đâu, này tắt máy mở. Để tiếng ha. Tắt tiếng mà. Đâu tắt đâu? Xong tắt. Chị ăn đâu tắt đâu? Trời ơi chị cũng lo. Bình thường chị ăn cũng tắt mà, tắt nhạc mà. Nên cái khẩu trang này không thể gãi mũi được. Ủa cái máy kia nó bị hư rồi. Hả? Dạ. Cái máy kia nó bị hư rồi. Bộ. Ừ. Không biết. Cái mũi ơi cho cái quạt cái máy lạnh xuống nha, nóng quá à.
lần thứ mấy là thôi? Ba, tôi bị... Hả? Ba, tôi bị...